Nhận định Bồ Đào Nha và Mà Rốc 19 giờ ngày 20 tháng 6, án tử đầu tiên. Nhận định Bồ Đào Nha và Mà Rốc bảng B World Cup 2018 tiếp đà thăng hoa với nguồn cảm hứng mang tên Cristiano Ronaldo, nhà đương kim vô địch châu Âu chuẩn bị tiễn đại diện đầu tiên về nước. Bồ Đào Nha bay cao trên đôi cánh người thủ lĩnh. Rốt cuộc họ vẫn là những nhà vua châu Âu đang trong triều đại trị vì của mình, bất chấp những ngờ vực hay cả chế nhạo trù ẻo. Muôn vàn khó khăn đối đầu Tây Ban Nha, người láng giềng được đánh giá như một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chiếc cúp vàng, Bồ Đào Nha vẫn thể hiện được bản lĩnh lì lợm đã thể hiện trên đất Pháp cách đây 2 năm để giành giật lại một điểm quý giá. Kết quả hòa 3-3 trên bi bán đảo của Iberia làm nên trận đấu hay nhất lượt trận ra quân World Cup 2018, và có gì đâu bất ngờ nhân vật chính của nó không ai khác ngoài cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Hai lần vươn lên dẫn trước rồi hai lần bị gỡ hòa và thua ngược. Cuối cùng một thiệt phạm xuất phạt hoàn thành cú hat-trick siêu hạng của đội trưởng Cristiano Ronaldo đã giúp cho con đường thăng tiến vòng knock-out cho Bồ Đào Nha. Một điểm trước đối thủ duy nhất được đánh giá cao hơn, không có lý do gì để nghi ngờ khả năng 6 điểm tuyệt đối trước hai đối thủ thua kém về mọi mặt Iran và trước mắt tối nay là Maroc. Không đơn giản chiến thắng, Bồ Đào Nha cần một tỷ số đậm đà nhất có thể khi nhiệm vụ còn lại ở bảng có lẽ chỉ có cuộc đua hiệu số với Tây Ban Nha vì ngôi vị số 1 trong bối cảnh Iran khó có thể tạo nên thêm bất ngờ sau ngày mở màn may mắn của mình. Maroc tạm biệt sư tử. Đúng với cánh chim đầu đàn Ronaldo, lĩnh sướng hàng công, Bồ Đào Nha chắc chắn muốn học những gì ấn tượng đương thời ở chủ nhà Nga, 8 bàn trên 2 trận, nhiều nhất World Cup 2018. Tuy nhiên đây cũng có thể sẽ là vấn đề nan giải đối với họ. Chính ra Racing châu Âu thường chỉ chơi tốt khi ở vị thế cửa dưới và thi triển đấu pháp phòng ngự phản công ưa thích của mình. Điển hình như màn trình diễn trước Tây Ban Nha, giờ họ buộc phải tràn lên phần sân của Maroc, một phiên bản lầy lội ở đẳng cấp thấp hơn đến từ Bắc Phi. Thất bại tức tưởi trước Iran, với thế trận áp đảo lên tới 70% thời lượng kiểm soát và để rồi gục ngã phút 95 vì một pha phản lưới nhà vô duyên, Maroc không còn đường lùi trong cuộc chiến giành hai vé vòng knock-out, dù rằng trước mặt họ là hai ngọn núi Tây Bồ. Thêm một trận thua, giấc mơ cổ tích sẽ chính thức đi đến hồi kết. Mặc dù vậy, Maroc cũng ý thức thực lực của mình để không việc gì phải dại dột, chịu đôi công với nhà đương kim vô địch châu Âu và lộ ra phía sau những khoảng trống chết người dân cho Ronaldo. Họ cần thắng nhưng đối thủ với mục tiêu riêng cũng vậy, cho nên huấn luyện viên Hervé Renan sẽ ưu tiên một thế trận chắc chắn và chờ đợi thời cơ hồi mã thương. Thực tế, trước trận thua đáng tiếc dưới tay Iran, Maroc chứng tỏ mình là một tập thể không hề tầm thường, với 10 trận bắt bại và không để thủng lưới quá một bàn trên một trận, với điểm tựa nơi thủ lĩnh Mehdi Medatia, ngôi sao tên tuổi nhất đội tuyển với kinh nghiệm chinh chiến bóng đá đỉnh cao có thừa. Sư tử Elas đã chết vì hàng phòng ngự, nhưng rồi chính hàng phòng ngự vẫn sẽ tiếp tục là nền tảng sức mạnh cho họ trong màn tiếp đón Bồ Đào Nha. Mang tính chất sinh tử, họ cần mạo hiểm vì 3 điểm, nhưng cũng không đồng nghĩa cần phải chơi canh bạc đôi công, ít nhất khi vẫn còn giữ vững thế trận. Mặc dù vậy thì có lẽ lực bắt thông tâm với một điều không thực sự lạc quan vào khả năng của Maroc kiên cường trước sóng gió gây ra bởi Bồ Đào Nha. Đối thủ đang cực kỳ hưng phấn với phần cảm hứng mang tên Ronaldo. Tân vương Euro sẽ đặt một chân vào vòng 1/8 sau khi chính thức tiễn đại diện Bắc Phi về nước sau tối nay. Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha và Maroc vào tối nay. Bồ Đào Nha đã chơi tốt và đầy bản lĩnh trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngạt thở với Tây Ban Nha và trận ra quân. Đêm nay Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ thể hiện vị thế của một ứng cử viên vô địch trong cuộc đọ sức với Maroc. Bồ Đào Nha chỉ thu về một điểm ở lượt trận ra quân, nhưng màn trình diễn của họ đem tới niềm hy vọng lớn cho người hâm mộ. Hai điểm đáng chú ý nhất của nhà đương kim vô địch châu Âu ở trận hòa 3-3 với Tây Ban Nha là tinh thần chiến đấu và phong độ chói sáng của Ronaldo. Ngay cả khi bị dẫn bàn tới thời gian cuối, Bồ Đào Nha vẫn không nao núng, họ bình tĩnh triển khai bóng theo con đường đã vạch ra từ đầu trận và cuối cùng đã có được bàn gỡ hòa quý giá. Trong hành trình làm nên cuộc rượt đuổi bàn thắng với Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo nổi lên như là nhân vật chính. Ngôi sao của Real Madrid cho thấy anh là cầu thủ toàn diện như thế nào khi thường xuyên xuất hiện tại các điểm nóng và đồng thời trở thành nhân vật trung tâm ở các đợt lên bóng của Bồ Đào Nha. Ronaldo hiện nay thậm chí còn lợi hại hơn 2 năm trước khi Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch châu Âu. Euro 7 không còn chơi bà mẹ, anh hỗ trợ đồng đội nhiều hơn và tập trung vừa dứt điểm thay vì cầm bóng đột phá như trước.
Chính vì thế mà Ronaldo có thể uy hiếp đối phương một cách bất ngờ. Như bàn thắng thứ hai vào lưới Tây Ban Nha, Ronaldo dứt điểm chớp nhoáng khiến cho thủ môn David De Gea không kịp trở tay. Với phong độ hiện đại của Ronaldo, Bồ Đào Nha có thể chọc thủng lưới bất cứ đối thủ nào vào bất cứ lúc nào. Đêm nay Maroc có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Ronaldo. Đội bóng Bắc Phi này đã có màn ra mắt đáng thất vọng tại World Cup 2018. Dù chỉ phải gặp đối thủ yếu Iran ở trận ra quân, nhưng Maroc chơi như gà mắc tóc. Họ dường như chỉ có mỗi bài dồn bóng cho hai cầu thủ đá cánh Souni Bahada và Dojin Adabat đột phá vào vòng cấm. Thực tế là miếng đánh này chỉ hiệu quả trong khoảng 20 phút đầu. Sau đó Iran nhận ra vấn đề, điều các tiền vệ biên lùi xuống tham gia phòng ngự thì Maroc bắt đầu rơi vào bế tắc. Đêm nay huấn luyện viên Javi Reynaud sẽ có thêm ngón đòn nào cho Maroc? Thật khó hy vọng những thay đổi lớn lao bởi năng lực của cầu thủ của đội bóng Bắc Phi này. Chỉ có vậy, Maroc chủ yếu dựa vào khả năng đột phá của một vài cầu thủ và hoàn toàn mờ nhạt ở lối chơi tập thể. Với phong độ hiện nay, Maroc hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha. Selin Cao không chỉ hơn hẳn về năng lực chuyên môn mà còn vượt trội về kinh nghiệm và bản lĩnh. Trên đấu trường lớn, trận đấu này sẽ là lời khẳng định về tư cách ứng cử viên vô địch cho Ronaldo và đồng đội. Bồ Đào Nha thắng kèo 3/5 trận vừa qua, Maroc thua kèo 2/4 trận gần đây. Cả 3 trận gần nhất, Bồ Đào Nha đều thắng kèo hiệp 1. 5/6 trận vừa qua của Bồ Đào Nha kết thúc với 3 bàn thắng mỗi trận trở lên. 4/7 trận gần đây của Maroc cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ có tối thiểu 3 bàn thắng được ghi. Đội hình dự kiến nhận định của Bồ Đào Nha và Maroc: Bồ Đào Nha là 4-4-2, Maroc là 4-2-3-1,